Thầy chào tất cả các em học sinh yêu quý. Hôm nay thầy hướng dẫn các em bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thầy quy bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Vậy trước khi vào lý thuyết bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, thầy nhắc lại lý thuyết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Ở cách tiếp trước, thầy đã hướng dẫn các em ba dạng toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Dạng thứ nhất, dạng 1, tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Các em quan sát hình vẽ. Với điểm M thuộc mặt phẳng Q, mặt phẳng Q này vuông góc với mặt phẳng P. Được chưa các em? Và điểm M như thế này thì gọi là điểm vuông góc. Để tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P, bước thứ nhất, các em xác định giao tuyến delta của hai mặt phẳng P và Q. Hay nói khác là xác định đường thẳng chung của hai mặt phẳng PQ. Sau đó từ M, các em kẻ MI vuông góc với delta. Thì từ đây thầy có được MI chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P với điểm M thuộc mặt phẳng Q vuông góc với mặt phẳng P. Thì thầy có khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P bằng MI. Dạng số 2, tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB với giả thiết cho M là hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng MAB. Các em quan sát hình vẽ. Và điểm M như thế này thì gọi là điểm hình chiếu. Được chưa? Thầy cho mình đang cần tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Các em dựng như sau. Từ M, các em kẻ MK vuông góc với AB. Các em lưu ý cho thầy, trường hợp đặc biệt điểm K này trùng với điểm A nếu tam giác MAB vuông tại A, và điểm K trùng với điểm B nếu tam giác MAB vuông tại B. Sau đó thầy nối S với K, thầy kẻ MI vuông góc với SK. Thì thầy có được MI chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Và điểm M là điểm hình chiếu. Thầy có kẻ MK vuông góc với AB. Được chưa? Sau đó kẻ MI vuông góc với SK. Từ đây thì suy ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB bằng MI. Thầy cho mình cùng chuyển sang dạng thứ ba. Và tính khoảng cách từ điểm N bất kỳ đến mặt phẳng P. Các em làm như sau. Bước thứ nhất, bước 1, kem nối N với điểm đặc biệt M. Điểm đặc biệt M là gì? Là điểm vuông góc hoặc là điểm hình chiếu. Sau khi nối N với điểm M rồi thì chuyển sang bước số 2, xảy ra các trường hợp
Trường hợp 1 thì có MN song song với mặt phẳng P. MN song song mặt phẳng P. Các em quan sát hình vẽ. Đây là mặt phẳng P. MN song song với mặt phẳng P. Và điểm M này là điểm đặc biệt. Khi đó thì có khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng P sẽ bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Suy ra khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng P bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Vậy là thì đã quy cái bài toán tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt phẳng về bài toán tính khoảng cách từ điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Điểm đặc biệt ở đây chính là dạng số 1 và dạng số 2. Trường hợp số 2. Trường hợp 2 đó là MN cắt mặt phẳng P tại điểm Y. Các em quan sát hình vẽ. Đây là mặt phẳng P, đúng chưa? Rồi, điểm M, điểm N. MN cắt mặt phẳng P tại điểm Y. Khi đó thì có các khoảng cách. Áp dụng định lý Thales thì thầy có được khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng P chia cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P thì sẽ bằng IN chia cho IM. Và từ đây thầy suy ra khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng P được tính thông qua khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Như vậy là thầy đã nhắc lại ba dạng toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Dạng 1, dạng 2 là hai trường hợp đặc biệt. Điểm M ở đây là điểm đặc biệt, điểm hình chiếu và điểm vuông góc. Dạng số 3 là tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ, không phải là điểm đặc biệt, đến một mặt phẳng. Thì thầy đưa về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Bây giờ thì cho mình cùng vận dụng lý thuyết tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng vào bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì cho mình cùng vào lý thuyết tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. A và B. Với bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và B thì có hai dạng sau. Dạng 1 có sẵn mặt phẳng P chứa đường thẳng B và cắt đường thẳng A tại điểm A phải vuông góc với đường thẳng A. Dạng số 1 này thì gọi là dạng toán đặc biệt. Các em quan sát hình vẽ như sau. Các em lưu ý thầy, với bài toán cụ thể thì mặt phẳng P này có tên mặt phẳng P chứa đường thẳng B cắt đường thẳng A tại điểm A và vuông góc với đường thẳng A. Các em thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất, từ A các em kẻ AB vuông góc với đường thẳng B. Bước số 2, các em tính cho thầy AB. Được chưa? Thì thầy suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và B chính là bằng đoạn AB. Thầy cho mình cùng chuyển sang dạng số 2. Dạng số 2 này tổng quát hơn dạng thứ nhất. Có mặt phẳng P chứa đường thẳng B cắt
đường thẳng A tại điểm A. Trường hợp này, mặt phẳng P của chúng ta không vuông góc với đường thẳng A. Các em quan sát hình vẽ. Thầy có, đây là mặt phẳng P. Mặt phẳng P này có sẵn trên hình vẽ, chứa đường thẳng B cắt đường thẳng A tại điểm A. Với dạng toán này, các em làm như sau. Bước thứ nhất, từ điểm A, các em kẻ cho thầy đường thẳng B phẩy song song với đường thẳng B. Song song đường thẳng B. Được chưa? Bước số 2 thì gọi Q là mặt phẳng chứa đường thẳng A và đường thẳng B phẩy. Đây là mặt phẳng Q chứa đường thẳng A và đường thẳng B phẩy. Từ đây thì suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và B bằng khoảng cách từ điểm B đường thẳng B đến mặt phẳng Q và bằng khoảng cách từ điểm B bất kỳ thuộc đường thẳng B đến mặt phẳng Q. Vậy là thì đã quy bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Các em lưu ý thầy, điểm B này là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng B nhé, nằm trên đường thẳng B. Các em chọn điểm B sao cho dễ tính khoảng cách đến mặt phẳng Q nhất. Và các em chú ý cho thầy ở đây, chú ý mặt phẳng P là có sẵn, có sẵn trên hình vẽ, thường là mặt đáy đối với hình chóp và là mặt đáy hoặc là mặt bên đối với hình năng trụ nha. Thường là mặt đáy hoặc mặt bên. Như vậy là thầy đã trình bày cho các em xong phần lý thuyết tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Mấu chốt của phương pháp ở đây đó là gì? Các em phải nhìn được ba mặt phẳng P trên hình vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất, cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông có cạnh bằng A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60 độ. Gọi MN lần lượt là trung điểm của SA và SC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD, trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ xem bài toán của chúng ta thuộc dạng toán thứ nhất hay dạng toán thứ hai mà thầy đã trình bày cho các em. Để cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông có cạnh bằng A, thầy dựng đáy trước hình vuông có cạnh bằng A. A B C D, thầy ký hiệu vuông góc, ký hiệu các cạnh bằng nhau bằng A. Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao theo giả thiết cho SA vuông góc với mặt phẳng đáy, do đó SA chính là chiều cao. Thì dựng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, nối điểm S với các đỉnh còn lại của hình vuông, thì có khi đó thì có được hình chóp SABCD, đáy là hình vuông có cạnh bằng A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.
Tiếp theo, thầy cho mình cùng dựng góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Để dựng được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, bước thứ nhất, các em phải chỉ ra điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng. SC và mặt đáy ABCD có điểm chung là điểm C. Bước tiếp theo, các em cần chỉ ra hình chiếu vuông góc của một điểm nằm trên đường thẳng lên mặt phẳng. Thầy có hình chiếu vuông góc của điểm S nằm trên đường thẳng SC này lên mặt phẳng đáy ABCD chính là điểm A. Thầy nối hình chiếu và điểm chung, khi đó thầy có được góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Góc này đề cho bằng 60 độ. MN lần lượt là hai trung điểm của SA và SC. M thì cho mình cần tính khoảng cách giữa hai đường thẳng treo nhau MN và BD, thì nối B với D. Các em lưu ý với thầy, theo tính chất của hình vuông thì hai đường chéo là gì? Vuông góc với nhau. Phải chưa? Bây giờ thầy quan sát đường MN và đường BD này xem có thuộc dạng thứ nhất hay không. Dạng thứ nhất là gì? Có một mặt phẳng chứa một đường thẳng, cắt đường thẳng còn lại và vuông góc với đường thẳng còn lại. Được chưa? Thế các em quan sát này. MN thì nằm trong mặt phẳng SAC. Đây chính là mặt phẳng P như trong phần lý thuyết thầy gọi. Được chưa các em? Đường thẳng BD của thầy đây, cắt mặt phẳng P hay là cắt mặt phẳng SAC này tại điểm O. Thầy có BD này vuông góc với AC này theo tính chất hình vuông. BD vuông góc với SA vì SA vuông góc với đáy. Từ đó thầy có BD vuông góc với mặt phẳng SAC, hay nói khác là BD vuông góc với mặt phẳng P. Vậy là bài toán của thầy cho mình thuộc dạng thứ nhất trong phần lý thuyết. Thầy có lời giải cụ thể như sau. Giải. Thầy có MN nằm trong mặt phẳng SAC. Đúng chưa? Thì có BD cắt mặt phẳng SAC tại điểm O. Thì lại có BD vuông góc với mặt phẳng SAC vì thì giải thích như sau. BD vuông góc với AC, BD vuông góc với SA. Hai đường này nằm trong mặt phẳng SAC. Đúng không các em? Vậy là bài toán của chúng ta thuộc dạng thứ nhất. Từ đây thì suy ra cách dựng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau MN và BD như sau. Từ giao điểm O, đúng chưa? Thì dựng OK vuông góc với MN nhá. Từ O kẻ OK vuông góc với MN. Bây giờ thầy cho mình cùng xem điểm K có gì đặc biệt ở đây. Thầy nối N với O. N với O. Do này SA đúng không? Vuông góc với AC. Suy ra ON cũng vuông góc với AC. MN là đường trung bình của tam giác SAC. MN song song với AC, từ đây thì có được ON là vuông góc với MN. Phải chưa? À, thế lại có mà ON vuông góc với MN. Vì MN song song với AC, phải ON thì lại vuông góc với AC. Đúng chưa? Thế. Từ hai lý do này thì thầy suy được ra điều gì? À đúng rồi, thầy suy được ra là gì? Điểm K này sẽ trùng với điểm N, đúng không? À vậy thì trường hợp của chúng ta là trường hợp đặc biệt.
với điểm nào. Bây giờ thầy cho mình chỉ cần đi tính ON nữa là xong. Đây chính là khoảng cách. Phải chưa các em? Rồi, thầy đi tính ON. Tính ON. Thầy có ON. ON nhé. Thì bằng 1 phần 2 lần SA. Vì sao? Các em giải thích ở đây. Vì ON là đường trung bình. Đường trung bình của tam giác S A C. Đúng chưa? Vậy là ON bằng 1 phần 2 SA. Tính được SA là tính được ON. Thầy xét tam giác vuông SAC. AC. Tam giác này vuông tại A. Thầy có góc C. Có góc C là bằng 60 độ. Chính là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Thế còn AC thì sao? AC là đường chéo của hình vuông có cạnh bằng A. Theo lý thuyết thầy đã hướng dẫn các em cách tính đường chéo của hình vuông rồi. Kết quả bằng căn 2 nhân độ giải cạnh chính là căn 2A. Từ đây thầy suy được ra, thầy dùng hàm tan. Tan 60 độ thì bằng SA chia cho AC. Và từ đây suy ra SA bằng AC nhân tan 60 độ nha. AC nhân tan 60. Kem thay vào thì kem có được kết quả là A căn 6. SA bằng A căn 6 thì suy được ra ON chính là bằng gì? A căn 6 trên 2. Mà ON chính là khoảng cách, khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và BD chính bằng ON và bằng A căn 6 trên 2. Vậy là thầy đã tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bài toán của chúng ta thuộc dạng thứ nhất trong phần lý thuyết. Có một mặt phẳng P chứa một đường thẳng, trên là đường thẳng MN. Đúng chưa? Cắt đường thẳng còn lại BD tại điểm O và vuông góc với đường thẳng còn lại BD. Các em chỉ cần từ giao điểm O các em dựng vuông góc với đường thẳng MN. Thế nhưng trong trường hợp của chúng ta, đây là trường hợp đặc biệt, điểm K trùng với điểm N. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang các ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2, thầy trích từ đề thi đại học khối D năm 2014. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Mặt bên SBC là tam giác đều cạnh A và mặt bên SBC vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC. Kem nhát thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ xem bài toán của chúng ta rơi vào dạng thứ nhất hay là dạng thứ hai trong phần lý thuyết thầy đã trình bày cho các em. Để cho hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại đỉnh A, thầy dựng đáy trước. Tam giác vuông cân tại đỉnh A. Thầy đặt đỉnh A phía bên đây để nhìn hình cho dễ. BC. Tiếp theo, thầy cho mình cùng dựng chiều cao của hình chóp. Theo giả thiết thì mặt bên SBC vuông góc với mặt đáy. Từ đây thì suy ra đường cao SH của tam giác SBC chính là chiều cao của hình chóp. Thế nhưng tam giác SBC là một tam giác đều nên thầy có H là trung điểm của BC. Thầy dựng SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Nối S với các đỉnh của tam giác thầy có
thì ký hiệu các cạnh của tam giác FBC bằng nhau và bằng A. Vậy là thầy đã phác họa xong hình vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC. Trước tiên thầy cho mình cùng chỉ ra mặt phẳng P chứa một đường thẳng cắt đường thẳng còn lại. Và mặt phẳng P này thường là mặt phẳng đáy hoặc là mặt bên. Kem quan sát trên hình vẽ cho thầy, thì có mặt đáy ABC chứa đường BC và cắt đường SA tại điểm A. Như vậy là mặt phẳng P trong phần lý thuyết của thầy chính là mặt đáy ABC. Thầy có SA không vuông góc với mặt phẳng P. Vì sao SH mới là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P? Như vậy là gì? Bài toán của chúng ta rơi vào dạng thứ hai trong phần lý thuyết. Bây giờ thì cho mình cùng vận dụng cách dựng của dạng số 2. Từ giao điểm A thì kẻ đường thẳng AX song song với đường thẳng BC. Sau đó thầy gọi mặt phẳng Q là mặt phẳng chứa đường SA và đường thẳng AX. Đây là mặt phẳng Q. Khi đó thầy có khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC chính bằng khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng Q. Trên đường thẳng BC thầy chọn điểm H là điểm hình chiếu. Đúng chưa các em? Vậy là bằng khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q là mặt phẳng đi qua SA và đường thẳng AX. Thầy có lời giải trình bày như sau. Thầy có mặt phẳng ABC chứa BC và cắt SA tại điểm A. Được chưa? Và kem lưu ý với thầy, SA là không vuông góc với mặt phẳng ABC. Từ đây thầy suy ra cách dựng khoảng cách. Giữa hai đường thẳng SA và BC. Bước thứ nhất, từ giao điểm A này thì kẻ đường thẳng AX song song với BC. Từ A kẻ đường thẳng AX song song với đường thẳng BC. Bước thứ hai, thầy gọi Q là mặt phẳng chứa đường SA và đường AX. Gọi Q là mặt phẳng chứa SA và AX. Từ đây thì suy được ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC sẽ bằng khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng Q. Và trên đường thẳng BC thì chọn điểm H nên sẽ bằng khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q. Bây giờ thầy cho mình cùng dựng khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q. Các em lưu ý với thầy, H là điểm hình chiếu. Dựng khoảng cách từ H đến mặt phẳng Q. H ở đây là điểm hình chiếu của điểm S. Vậy là thầy cho mình đã có cách dựng khoảng cách từ một điểm hình chiếu đến một mặt phẳng rồi. Các em làm như sau. Từ điểm H này, các em kẻ HK nha. Kẻ HK vuông góc với AX. Nhưng các em kiểm tra cho thầy cái điểm K có phải là điểm đặc biệt
hay không, nghĩa là điểm K nó có trùng với điểm A hay không. Thì muốn kiểm tra các em chỉ cần nối cho thầy AH, xem cái đường AH này có vuông góc với đường AX hay không. Nếu mà AH mà vuông góc với AX thì từ đó thầy suy ra K nó sẽ trùng với cái điểm A này. Phải chưa các em? Đấy. Thế chúng ta kiểm tra xem nhé. Thế thầy có này, các em lưu ý này, tam giác ABC là một tam giác vuông cân. H là trung điểm của BC. Từ đó thầy suy ra đường trung tuyến là đường cao, là đường phân giác. Vậy thì thầy có được AH của chúng ta sẽ vuông góc với BC. Phải chưa? Thế nhưng mà BC thì lại song song với AX. Từ đó thì suy được ra AH của chúng ta cũng vuông góc với AX. Vậy là thầy có được như sau. Có AH vuông góc với AX. Vì AX song song với BC. Hai đường này đều nằm trong một phẳng đáy. Phải chưa các em? Từ hai lý do này thì các em suy được ra gì? Từ hai lý do này thầy suy được ra điểm K của chúng ta là trùng với điểm A. Được chưa? Chuyển sang bước tiếp theo. Các em chỉ cần nối S với K, hay chính là nối S với A. Sau đó kẻ gì? HI vuông góc với SK, hay là chính vuông góc với SA. Đúng chưa? Kẻ HI vuông góc với SK. Thì từ đây thì suy được ra HI chính là khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q. Phải chưa? Từ đây thì suy được ra khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q bằng HI. Vậy là thầy đã dựng xong. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính HI. Tính HI. Các em quan sát hình vẽ như sau. Để tính HI, thầy gắn vào tam giác vuông SHA. Tam giác này vuông tại H vì đường SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Thì đương nhiên là vuông góc với AH nằm trong mặt phẳng đáy. Thì xét tam giác vuông SHA vuông tại H. Thì có SH. SH là đường cao trong tam giác đều SBC có cạnh bằng A. Công thức đường cao trong tam giác đều thì hướng dẫn kem rồi. Kết quả bằng căn 3 trên 2 A. Thế còn AH thì bằng gì? Kem lưu ý cho thầy, tam giác ABC là một tam giác vuông tại A. AH là đường trung tuyến. Đường trung tuyến trong tam giác vuông thì bằng 1/2 cạnh huyền, 1/2 BC. Thế nhưng BC của chúng ta bằng A, vậy là bằng A trên 2. Trong tam giác vuông SHA, biết được hai cạnh góc vuông thì thầy tính được chiều cao HI theo công thức. 1 chia cho HI bình phương thì sẽ bằng 1 chia cho SH bình phương cộng 1 chia cho AH bình phương. Các em tiến hành thay số thì các em có được là 1 chia cho A căn 3 trên 2 tất cả bình cộng 1 chia cho A trên 2 cả bình. Các em tiến hành tính toán thì đến đây các em có được kết quả như sau. Quả như sau bằng 16/3 A bình. 16/3 A bình. Và từ đây thì thầy suy được ra, thì được ra HI của thầy chính là bằng A căn 3 trên 4. Mà HI chính là khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q. Từ đây thầy kết luận khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC sẽ bằng khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng Q
và bằng HI, kết quả bằng A căn 3 trên 4. Vậy là thầy đã tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, SA và BC. Bài toán của chúng ta rơi vào dạng thứ hai trong phần lý thuyết. Có một mặt phẳng chứa một đường thẳng cắt đường thẳng còn lại. Trong trường hợp đường thẳng còn lại là không vuông góc với mặt phẳng đó. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào ví dụ số 3. Thầy trích từ đề thi đại học khối A năm 2011. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại đỉnh B. AB bằng BC bằng 2A. Hai mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với mặt đáy ABC. Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng qua SM song song với BC cắt AC tại N. Biết góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC bằng 60 độ. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và SN. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại đỉnh B. Thầy cho mình cùng dựng đáy trước. A, B, C. Tam giác này vuông cân tại đỉnh B. AB bằng BC bằng 2A. Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì hai mặt bên SAB và SAC cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Từ đây thì suy ra giao tuyến, hay nói khác là đường thẳng chung của hai mặt phẳng chính là đường cao của hình chóp. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SAC chính là SA. Thầy dựng SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Sau đó thầy nối F với B, F với C. Khi đó thầy có được hình chóp SABC thỏa mãn yêu cầu bài ra. Bây giờ thì cho mình cùng lấy M là trung điểm của AB. M. Mặt phẳng đi qua SM và song song với BC. Các em lưu ý nhé, mặt phẳng đi qua SM song song với BC cắt AC này tại điểm N. Từ đây thầy suy được ta, đây, MN của chúng ta là gì? Song song với BC. Đúng chưa? Vì sao? Vì BC song song với mặt phẳng đi qua SM. Đi qua SM. Rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng gì? Xác định góc giữa hai mặt phẳng SBC. SBC. Rồi. Và gì? Mặt phẳng đáy ABC. Các em phải nhớ ngay đến cách xác định góc giữa hai mặt phẳng mà thầy đã hướng dẫn các em rất nhiều. Bước thứ nhất, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng SBC, ABC. Giao tuyến chính là đường BC. Phải chưa các em? Đây là đường BC. Tiếp theo, xác định hình chiếu vuông góc của điểm F nằm trong mặt phẳng SBC lên mặt phẳng ABC. Hình chiếu vuông góc chính là điểm A. Từ điểm hình chiếu này kẻ vuông góc ra giao tuyến BC.
kẻ vuông góc là giao tuyến BC. Thế nhưng em lưu ý nhá, là do cái tam giác của chúng ta vuông tại B nên thể kẻ ra nó chính là tại điểm B này. Nối điểm B với điểm S thì thầy có được góc này chính là góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt đáy ABC. Góc này giả thiết cho bằng 60 độ. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và gì? SN. Thầy nối S với N. Để xác định được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, bước thứ nhất là thầy trò mình cần phải xác định mặt phẳng P chứa một đường thẳng cắt đường thẳng còn lại. Đúng chưa? Thì các em quan sát cho thầy mặt phẳng P thầy chọn làm mặt phẳng đáy ABC chứa đường AB cắt đường SN tại điểm N. Và thầy có SN không vuông góc với mặt phẳng P, hay nói cách khác SN không vuông góc với mặt phẳng đáy, vì SA mới là đường vuông góc với mặt phẳng đáy. Vậy là bài toán của thầy cho mình thuộc dạng thứ hai trong phần lý thuyết. Thầy cho mình cùng áp dụng các bước giải của dạng thứ hai. Từ giao điểm N của SN này với mặt phẳng P, các em dựng cho thầy đường thẳng song song với AB. Và thầy gọi đường thẳng này là NX. Đúng chưa? Rồi. Sau đó thầy gọi Q là mặt phẳng chứa SN và đường NX này. Đây, mặt phẳng Q của thầy đây. Cuối cùng, thầy chỉ cần đi tính khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng Q. Thì khoảng cách đó chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và SN. Các em lưu ý với thầy, sau khi các em dựng được mặt phẳng Q rồi thì đường SA này sẽ biến thành đường nét đứt và AN cũng sẽ biến thành đường nét đứt bởi chúng ta không nhìn thấy. Thế nhưng trên hình vẽ thì thầy vẽ bằng phấn nên thầy vẫn giữ nguyên. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành trình bày. Dạ. Thầy có mặt đáy ABC chứa AB và cắt SN tại điểm N. Mở ngoặc đơn ở đây đó là SN không vuông góc với mặt phẳng ABC. Còn nếu mà vuông góc thì rơi vào dạng thứ nhất, thì cho mình lại phải áp dụng các bước dựng ở dạng thứ nhất. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo thầy kẻ NX song song với AB. Thầy gọi Q là mặt phẳng chứa SN và đường NX. Gọi Q là mặt phẳng chứa SN và NX. Từ đây thầy suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Khoảng cách đường thẳng chéo nhau AB và SN bằng khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng Q. Đúng chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chọn một điểm trên đường thẳng AB này và tính khoảng cách đến mặt phẳng Q. Thì các em lưu ý với thầy là khi chọn, chúng ta thường là chọn điểm hình chiếu và điểm vuông góc. Mà trong phần lý thuyết về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, thầy hướng dẫn các em rồi. Thì nếu các em chọn hai điểm đó thì việc tính khoảng cách nó đơn giản. Thế các em quan sát cho thầy này. Đường AB đây. Thầy có A
là hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy. Vậy là thầy chọn điểm A, hay nói khác chọn điểm hình chiếu, đúng không? Sẽ bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q. Bây giờ thầy cho mình cùng giữ khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q và tính khoảng cách này nhá. Trước tiên thầy dựng khoảng cách. Dựng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q. Các em quan sát hình vẽ này. Từ điểm A thì kẻ vuông góc với đường nx này. Đó, thầy gọi là đường kẻ AK vuông góc với nx. Thế thì các em nhìn cho thầy này. Mình có MN này là song song với BC. BC vuông góc với AB thì suy ra MN cũng vuông góc ở đây. Phải chưa? Rồi, và các em lưu ý thầy hai cái đường này song song với nhau. AB và NX là song song với nhau. Vậy thì từ đường điểm A này thì kẻ AK AK. Đường này sẽ là nét đứt nhá, AK vuông góc với NX. Thì khi đó thầy có được là AK sẽ song song với MN. Phải chưa? Rồi. Sau đó thầy nối S này với K. S với K. Được chưa? Nối S với K. Thầy dựng AI. AI vuông góc với SK. Thì AI chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q. Cách dựng này thì thầy đã hướng dẫn các em rất nhiều trong bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Rồi, chúng ta làm như sau. Kẻ AK AK vuông góc với NX. Rồi, sau đó kẻ AI là vuông góc với SK. AI vuông góc với K. Từ đây thì suy được ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q thì sẽ bằng AI. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính AI. Tính AI. Thế để tính AI thầy lại gắn vào một tam giác vuông. Và thầy gắn vào tam giác vuông là SAK. Tam giác này vuông tại A. Vì sao? SA nó vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với AK. AK nằm trong mặt phẳng đáy. Phải không các em? Rồi, thì xét tam giác vuông. Tam giác vuông S AK vuông tại A. Thầy đi tính hai cạnh góc vuông thì thầy sẽ tính được đường cao AI. Thế thầy có SA này. Thầy có SA trước, đúng không? Tính SA trước. Được. Thế SA các em nhìn như thầy, SA thầy gắn vào tam giác vuông SAB. Tam giác vuông này biết một góc bằng 60 độ, biết cạnh AB rồi nhá, biết cạnh AB rồi. Thế thầy có được ngay là gì? Tan của 60 độ thì bằng SA chia cho AB. Phải không các em? Tan bằng đối trên kẻ. Từ đây thầy suy ra là SA sẽ bằng AB nhân với gì? Tan 60 độ. Đó. Thế AB của chúng ta là kết quả là bằng 2A. Thế còn tan 60 độ bằng căn 3. Vậy thì được kết quả là 2 căn 3. À. Thế đã tính xong SA. Tiếp theo thầy cho mình cùng tính AK nhé. Có. AK. Các em nhìn hình vẽ này, AK thì sẽ bằng MN. Vì cái tứ giác là A M N K là một hình chữ nhật. Phải không các em? Đấy. Vậy thì thầy có được là AK này thì bằng MN. Nhưng MN thì là đường trung bình của tam giác ABC. Vì sao là đường trung bình? Vì MN nhá là gì? Song song với BC này. M là trung điểm của AB này. Vậy là đường trung bình. Đường trung bình thì bằng 1 phần 2 BC. Được chưa? À, vậy thì kết quả ở đây chính là bằng A, vì là BC của chúng ta là bằng 2A. Có được hai cạnh góc vuông rồi.
Thì từ đây thì suy ra đường cao. 1 chia cho AI bình phương sẽ bằng 1 chia SA bình phương cộng 1 trên AK bình phương. Kết quả bằng 1 chia cho 2 căn 3A bình phương cộng 1 trên A bình phương. Các em tính kết quả này thì các em được kết quả đây là bằng gì? 13 phần 12 A bình. Vậy là thì suy được ra AI bình phương thì sẽ bằng 12 A bình chia cho 13. Vậy thì tìm được ra là AI sẽ bằng căn bậc 2 của 12 A bình chia cho 13. Và các em tiến hành rút gọn thì các em có được là 2 căn bậc 2 của 39 A chia cho 13. Đúng chưa? Và cái kết quả này thì chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q, hay chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau đó là gì? Cần tìm S, N, đúng không? Và AB. Đấy, S, N và AB. Như vậy là gì? Thì đã quy cái bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Nhưng các em lưu ý cho thầy là cái mặt phẳng này là chúng ta phải dựng chứ không có sẵn trên hình vẽ. Được chưa? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong để thi đại học khối A năm 2011. Và ví dụ số 3 này cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Với buổi học ngày hôm nay thì tổng kết lại phần lý thuyết như sau. Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì các em phải học thật tốt cho thầy bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng gồm có 3 dạng mà thầy đã hướng dẫn. Sau khi học tốt được 3 dạng đó rồi thì sang bài toán khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau chúng ta gồm có 2 dạng. Dạng đầu tiên là cái dạng đặc biệt, đúng chưa? Rồi, và dạng số 2 là cái dạng chính mà thường được đề cập đến trong các kỳ thi mà thầy đã lấy ví dụ cho các em ở ví dụ số 2 và ví dụ số 3 này. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần lý thuyết, xem lại các ví dụ thầy đã chữa cho các em, vận dụng cho thầy vào các đề thi khác. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.